Rồi xin chào anh em nhé. Hôm nay Đức Bình giới thiệu anh em cái đôi ti chống cốc sau của con Kia Morning nhé. Em mà cần phụ tùng gì thì cứ Zalo cho mình nhé. Số điện thoại là 0979951845. Website là ô tô Đức Bình.com nhé. Mọi thông tin trên website đều có anh em, từ địa chỉ, thông tin bảo hành các thứ. Anh em cần gì cứ alo cho mình nhé. Xin chào anh em.